Cây cầu cứ mưa là ngập xuống đáy biển, nhưng hàng triệu người vẫn đi qua mỗi ngày. Thì ra đây là lý do. Một cây cầu thực sự kỳ lạ, thay vì cao hơn mặt nước, một số đoạn sẽ bị chìm xuống khi trời mưa. Không ngờ mục đích của nó là như thế này. Hà Lan được biết đến là đất nước nằm thấp hơn so với mực nước biển, ngay cả cái tên của nó cũng đã nói rõ được điều này. Vùng trũng nhất dưới mực nước biển tới 6,74m nằm ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Rotterdam. Ngoài ra, thống kê cho thấy 2/3 diện tích quốc gia này nằm ở khu vực dễ bị ngập lụt, trong khi mật độ dân số lại thuộc nhóm đông đúc bậc nhất. Thành phố Nimiri nằm ở bên bờ sông West cũng vậy. Cư dân ở vùng đáy trũng này luôn phải đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm trong suốt hàng thế kỷ qua. Thành phố Nimiri nằm ở bờ sông West cũng vậy. Cư dân ở vùng đáy trũng này luôn phải đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm trong suốt hàng thế kỷ qua. Để đối phó với rủi ro này, có rất nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận, bao gồm hoặc xây dựng một hầm ngầm dưới nước hoặc một cây cầu bình thường. Tuy nhiên, các dự án xây dựng này khá tốn kém và mất thời gian. Mặt khác, hệ thống đê này đang có dấu hiệu rạn nứt tại nhiều điểm, khiến toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành phố phải đối mặt với rủi ro bị ngập lụt. Cuối cùng, người ta đã đưa ra một quyết định dường như không tưởng, đó là xây dựng một cây cầu nước có khả năng thích ứng và thay đổi theo mực nước biển tại Nijmegen. Cây cầu có tên là Zaligi do hai hãng thiết kế, đó chính là Nes Architects và SNS Landscape Architects của Hà Lan tạo nên. Điều đặc biệt ở chỗ, một số đoạn cầu được các kỹ sư cố tình thiết kế, để cứ hễ trời mưa là sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước. Trong trường hợp này, người dân thay vì có thể thảnh thơi đi dạo trên lòng cầu như thông thường, thì họ sẽ phải mạo hiểm bước trên những bục đá cao được xếp đặt sẵn dưới dòng sông nhằm vượt qua chỗ úng ngập để sang bờ bên kia. Khi bạn đứng trên khu vực cao nhất và nhìn xuống, thì cây cầu như tôn lên sức mạnh lớn lao của dòng nước. Nhưng quan trọng hơn, nó đã tạo ra cơ hội cho con người được chiêm ngưỡng và trải nghiệm quang cảnh dòng sông bị thay đổi bởi chính bàn tay của nhân loại, nhóm thiết kế cho hay. Được biết, đây là dự án nằm trong chiến dịch của Bộ Xây dựng và Môi trường Hà Lan nhằm khuyến khích các công trình xây dựng có khả năng thích ứng với thiên tai và lũ lụt. Cây cầu này được hoàn thành vào năm 2016 và đến tháng 1 năm 2018, cầu Zaligi đã vượt qua thành công thử thách về tính hiệu quả khi mực nước sông West dâng lên cao nhất trong vòng 15 năm qua. Chàng trai chia tay bạn gái chỉ vì quá mê nuôi bò sát, không hối hận giải thoát nhau là tốt. Vì quá yêu động vật bò sát như trăn, rắn, kỳ đà và rồi không còn đủ thời gian để dành cho gia đình người yêu. Cuối cùng, chàng trai si tình này đã quyết định chia tay cô bạn gái lâu năm để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho lũ thú cưng của mình. Khi lựa chọn một con vật làm thú cưng trong nhà, chắc hẳn nhiều người sẽ chọn chó, mèo hay thỏ. Vì đây là những con vật tạo sự gần gũi với mọi người, dễ dạy bảo và cũng vô cùng dễ thương. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lại có sở thích chăm sóc những loài vật siêu dị làm vật nuôi trong nhà như rắn, bọ cạp, kỳ đà. Và rồi những câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đó mà ra. Mới đây, trên một trang fanpage dành cho các bạn trẻ đã đăng tải một bài viết với nội dung chia tay bạn gái xa lánh gia đình chỉ vì quá yêu những chú bé đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Theo đó, anh chàng trong câu chuyện là một người cực kỳ yêu những loài động vật bò sát. Hằng ngày, anh phải đi làm trung bình tới 14 giờ đồng hồ. Đến khi về nhà cũng chỉ kịp ăn ngủ và đọc các tài liệu liên quan đến loài động vật này, nên không còn thời gian để quan tâm người yêu như trước kia nữa. Và cũng chính bởi những chú bé bò sát bên nam thanh niên đã quyết định chia tay người yêu, cho dù tự nhận thấy mình là một người tồi tệ. Ngay sau khi câu chuyện tưởng thật như đùa được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút tới gần 4.000 lượt like và hàng ngàn lượt bình luận.
Đồng thời, bài viết của khổ chủ còn dấy lên luồng tranh cãi khá gay gắt xung quanh ý kiến có nên coi trọng pet hơn người yêu hay không. Cụ thể, có rất nhiều cư dân mạng cho rằng thú nuôi cũng chỉ là thú nuôi và chúng không thể thay thế cho người yêu, gia đình và bạn bè. Dẫu vẫn biết nuôi động vật bò sát là xuất phát từ sở thích cá nhân, nhưng chàng trai nên biết tiết chế lại cảm xúc cũng như cân bằng lại cuộc sống, giữ gìn những người quan trọng của cuộc đời để sau này không phải hối hận. Song cũng có không ít bạn trẻ thì lại đồng tình với cách làm của nam thanh niên, vì mỗi người nên chọn cho mình một đam mê để theo đuổi, để sống cùng với đam mê đó. Một bạn gái có nickname NB bình luận rằng: cứ làm những gì mình thích là được bạn à, người yêu có thể bỏ mình mà đi, còn những chú bé đáng yêu này thì không bao giờ. Nếu yêu nhau thì hãy nên hiểu cho nhau và hãy sống cùng sở thích của người yêu mình, còn ngược lại thì giải thoát cho nhau cũng tốt thôi. Trước những ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với anh Vũ Xuân Kiên, chủ nhân của bài viết, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Anh Kiên cho biết, mình đã bắt đầu chơi và nuôi loài động vật này từ 6 năm về trước. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đang sở hữu khoảng 10 loài khác nhau. Trong đó, kỳ đà, trăn rắn là 3 loài mà anh Kiên đặc biệt yêu thích. Hiện tại, mình đang có khoảng 300 con các loài ở shop. Mình đang là quản lý ở một cửa hàng chuyên bán động vật bò sát. Còn ở nhà thì có khoảng 10 con. Mình nuôi bò sát nói chung, nhưng kỳ đà, trăn rắn là những loài mình thích nhất. Nói thêm về lý do chọn động vật bò sát làm thú cưng, anh Kiên chia sẻ rằng nuôi chúng dễ dàng hơn chó mèo, ít phải dọn dẹp và ít mùi hơn. Quan trọng là chúng không có lông để bị dị ứng. Cứ đủ phụ kiện và dùng đúng cách là sống khỏe ra rồi. Song cũng chính bởi quá yêu chúng và gần như phải dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc hiện tại nên anh ít có thời gian quan tâm đến bạn gái hơn. Mình và bạn gái yêu nhau được gần 2 năm nhưng mình đã chủ động chia tay vì có khá ít thời gian cho cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng buồn đủ rồi. Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy tiếc nuối hối hận về quyết định của mình hay không thì anh Kiên cũng khẳng định mình không hối hận gì cả vì mình thấy giải thoát được cho nhau cũng là một điều tốt. Dưới đây là một số hình ảnh về bộ sưu tập thú cưng bò sát của anh Vũ Xuân Kiên. Người ngư dân giấu tên sống tại Philippines đã vô tình nhặt được khối ngọc trai nặng 34kg tại bờ biển đảo Palawan. Vì không hề biết về giá trị khủng của khối ngọc trai đẹp mê hồn này, nên ông đã đem nó để dưới giường ngủ và tin rằng điều đó sẽ đem lại may mắn cho mình. Theo đó, khối ngọc trai mà ngư dân này tìm được có thể là khối ngọc trai lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nó lớn gấp 5 lần khối ngọc trai giữ kỷ lục trước đó, có tên là Perlovala hay Perlovlazu, nặng 6,4kg, trị giá 35 triệu USD, tương đương 770 tỷ đồng. Được biết, năm 1934, Perlovala cũng được tìm thấy ở Palawan, Philippines và hiện đang được trưng bày ở New York, Mỹ. Trong trận hỏa hoạn xảy ra vào đầu năm nay, ngôi nhà của người ngư dân bị cháy nặng và khối ngọc trai kia được nhiều người phát hiện ra. Lúc này ông mới biết khối ngọc trai ngủ cùng mình suốt 10 năm qua có giá trị lên tới 100 triệu USD, tương đương 2.200 tỷ đồng. Một con số cả đời ông chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng ông đã giao khối ngọc trai quý giá lại cho giới chức du lịch địa phương ở Puerto Princesa và chuyển nhà đi. Với chiều rộng 30cm, dài gần 70cm, vẻ đẹp của khối ngọc trai 34kg khiến nhiều người phải chìm trong sự mê đắm. Theo ông Aileen Cynthia Emerald, một quan chức du lịch địa phương cho biết, trong một cơn bão, người ngư dân này đã thả neo thuyền và nó bị mắc vào khối đá. Khi
Khi lặn xuống gỡ neo, ông đã phát hiện ra vỏ chai và đem nó về cất ở trong nhà suốt một thập kỷ qua mà không hề thắc mắc về giá trị của nó. Hiện tại, ông Emerald cùng quan chức du lịch địa phương đang đợi đánh giá chính xác nhất từ Viện Gemologist, nghiên cứu ngọc trai và một số giới chức quốc tế khác, và họ sẽ giữ viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới này để phục vụ cho ngành du lịch của địa phương.